Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Vâng, trước mắt quý vị đây là một cặp JBL 4312D. Vâng, đẹp trên 95%. Thì hôm nay anh Tám ở Gia Lâm, Hà Nội đã lên tận cửa hàng và ngắm rất là kỹ và chọn cho mình một cặp loa này rất là đẹp. Là hàng tuyển chọn các bác nhé. Tất cả mọi cái đều là còn zin nguyên bản và đẹp, phải nói một câu là xuất sắc. Về dòng JBL các loại thì sắp tới âm thanh Đức Hạnh thì còn về rất nhiều và hàng toàn là hàng đẹp xuất sắc, hàng eBay. Quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu những cặp loa đẹp và những chiếc âm ly đẹp xuất sắc thì liên hệ với âm thanh Đức Hạnh theo số máy 0948 403 966, địa chỉ Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, giao hàng toàn quốc. Cái này coi như điểm mỗi đầu ấy. Đừng mỗi câu tiếp rồi nào. Đến nay mai em có con gái gả chồng xong rồi họ nhà trai đến đón em bảo ôi giời con xin đi qua tiếp tiếp. Lại gả đi cũng tiếc nào nào. Để luôn đi. Tôi căng hả? Âm thanh Đức Hạnh chia tay một đôi 4312 đẹp xuất sắc. Toàn đông địa chủ ấy, nó mắng lại nói tôi thế thì coi mẹ. Đa số các bác có tiền các bác đã nói thế rồi. Xe đỗ ngoài kia. Ừ, đây, em có đang ngồi vào đây rồi. Alo. Ôi giời. Thì dạo này hàng nó cũng tan và nó sẽ... Một đôi lở tố lăng một đẹp xuất sắc từ bao giờ. Cái này... Có 60 triệu rồi không? Nó tùy, nó phải đánh hàng chứ không? Bây giờ không mua hàng thôi, nhưng mà có thể mà có hàng thì nó đắt thì nó có. Anh đi ba tôi lấy hai đôi ba là một cũng hàng này như mới, như gần như là 100% thì thiếu mỗi số. Dòng dòng ba này một biết rồi. Không, nếu mà dùng giúp thì đời. Nhưng mà hàng ý là nó kiểu như có những đôi nó kiểu như bày trên kệ luôn. Nó để kiểu là bày luôn. Nó phải đẹp, xuất sắc thì mình cái sắm cho. Hôm nay về cũng mua cái màn của Mark 3 năm sau. Đấy, tức là đại khái là cái vợ này nó hơi xấu tính rồi. Cái đồ là chơi là cứ phải đẹp đúng không? Nào anh nhận tiền đó. Nào anh em rồi. Anh đưa tiết kiệm được mỗi như này, thế còn cái chỗ này là đi ra bốc trộm của vợ và bán nước một lúc. F95 chào. F93 đã có chủ rồi nhé. Bác vẫn đang tìm lò số 5. Lòng anh thế sao xin.
xuất sắc đã có chủ. Xin được 100 xem tôi đi. Bác Nguyên Sơn. Trực tiếp là mua sản phẩm ý nhất. Còn được ông Thanh Hạnh xin chào. Đeo con đi vào chỗ nó đấy.